Hello, hello! Xin chào các bạn. đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam, kêu đã bước qua ngày thứ sáu rồi. Một lần nữa chúng ta đã kết thúc một tuần rất là nhanh luôn các bạn. Và hôm nay đó thì Thuần làm video cũng khá là trễ bây giờ đã là khoảng chừng hơn 8 giờ tối rồi. Thuần có rất nhiều tin tức Thuần muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Chúng ta phần lớn sẽ tiếp tục câu chuyện ngày hôm qua các bạn sau khi mà có cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI. Không như mong muốn thì hôm nay ra sao các bạn lại có thêm nhiều cái ý kiến khác nhau liên quan đến tại sao mà chúng ta không tiếp tục thấy phần trăm lạm phát giảm xuống nhưng mà điều này có quan trọng hay không các bạn thường thì nghĩ là cũng nó có có phần quan trọng ngắn hạn mà thôi nhưng mà dài hạn đó thì chúng ta cũng thấy mọi thứ đều sẽ diễn ra như là chúng ta đã biết cách đây vài tuần các bạn chỉ là khi nào mới giảm lãi suất mà thôi có thể sẽ bị trì hoãn hai tháng và giảm lãi suất bao nhiêu lần thì có thể là chỉ có hai lần mà thôi đây là những điều mà chúng ta đã nói tới ngày hôm qua rồi nhưng mà sau một ngày có cái sự kiện liên quan đến CPI đây chúng ta muốn xem coi là thị trường hôm nay đã mình tâm cho lại hay chưa và chúng ta cũng có cái câu chuyện liên quan đến Uniswap các bạn. Ngày hôm qua đó, SEC đã có cuộc tấn công coi như lớn nhất liên quan đến DeFi rồi các bạn. Họ đã tấn công Uniswap, họ đã gửi một cái lá thư gọi là Wells Notice các bạn và cái lá thư này có nghĩa là họ sẽ chuẩn bị kiện Uniswap và họ xem Uniswap đó tuy là một cái giao thức phi tập trung nhưng mà họ xem Uniswap như là một cái sàn giao dịch mà không đăng ký cho nên họ chuẩn bị khởi kiện Uniswap. Thì hôm nay đó chúng ta có thêm nhiều nhận định về cái vấn đề này nhưng mà sự thật đó chúng ta nói tới Uniswap nhưng mà chúng ta cần phải hiểu chung luôn. Đây là một cuộc tấn công vào cả hệ thống DeFi các bạn, không có biết là các bạn đang sử dụng DeFi gì, sử dụng sàn dex nào. Cái này nó ảnh hưởng toàn bộ đến các bạn tại vì kết quả của vụ kiện này sẽ ảnh hưởng tới tất cả những cái giao thức DeFi chúng ta đang có hiện bây giờ. Cho nên nó rất là quan trọng các bạn Và các bạn cũng đang thấy được là đối với lại những cái sàn giao dịch thì mới đầu SEC tấn công những sàn nhỏ thôi Giống như chúng ta nói tới là sàn Kraken Rồi tới đó chúng ta có những sàn như là Gemini Nhưng mà sau đó chúng ta mới thấy là SEC tấn công vào những sàn lớn hơn Như là chúng ta nói tới Coinbase, Binance Coi như là hai sàn lớn nhất bây giờ rồi các bạn Nhưng mà đối với lại DeFi đó thì SEC đã không muốn tốn thời gian Mà họ đi thẳng tới Uniswap các bạn Uniswap là cái giao thức DeFi Bài lớn nhất mà chúng ta có bây giờ, chúng ta sẽ nói thêm về bữa nay một lát nữa, nó có ý nghĩa như thế nào và các bạn có cần lo lắng hay là không? Và đương nhiên chúng ta còn nhiều thông tin tới bật khác Chúng ta cũng sẽ nói tới dòng tiền Bitcoin Spot ETF ra sao Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi Thì các bạn đã thấy được trên màn hình đây là cái kết quả của giao dịch ngày hôm nay cho chứng khoán Hoa Kỳ Thì các bạn đã thấy được là chỉ số Nasdaq hôm nay đã, đã tăng trở lại các bạn 1.68% Tuy là Dow Jones thì không thay đổi Hôm qua giảm sau khi mà có tin tức CPI hôm nay thì không thay đổi Nhưng mà chỉ số S&P 500 cũng đã tăng 0.74% rồi Và một phần cái sự lạc quan đã trở lại sau khi mà chúng ta có chỉ số phần trăm lạm phát bán sĩ PPI ngày hôm nay Thật ra cái chỉ số đó nó tuy là không có tệ như là chúng ta nói tới chỉ số CPI hôm qua Nhưng mà nó cũng không phải là tốt đâu Nhưng mà ít ra chúng ta thấy được là thị trường cũng đã bình tâm trở lại một chút Và chúng ta vẫn thấy được là cái kỳ vọng bây giờ vẫn sẽ tiếp tục là giảm lãi suất Chỉ là trì hoãn khoảng, khoảng chừng 2 tháng mà thôi Thay vì là chúng ta nói tới tháng 7 Thì bây giờ khả năng là đến tháng 9 chúng ta mới có đợt giảm lãi suất lần đầu tiên Và chúng ta hãy xem coi là cái khả năng chúng ta có giảm lãi suất không lần một lần hai lần ba lần là bao nhiêu hiện bây giờ một lát nữa các bạn nhìn thấy được là pre-market thì hiện bây giờ không thay đổi nhiều các bạn Chỉ số Dow Futures thì tăng 0.1, hai chỉ số còn lại thì không thay đổi nhiều Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu ngày hôm nay thì cũng như vậy 85 đô 72 cent cho một thùng dầu Nói chung là sau khi mà giá dầu tăng trưởng khoảng chừng là hơn một tuần trước đó Thì tuần này đã giá dầu cũng đã khựng lại mức là khoảng 85 đô các bạn Hợp đồng của vàng đó thì vẫn rất là tốt các bạn Chúng ta thấy được là vàng lại tiếp tục tăng trưởng lên tới 2.406 về crypto đó thì nói riêng về Bitcoin thì hôm nay cũng vẫn tăng trưởng các bạn Chúng ta bây giờ mức là 70.710 đô à, Và hôm qua chúng ta đã trả về cái mức là khoảng chừng 71.000 Thì hôm nay với hôm qua nó cũng không thay đổi nhiều Nhưng mà chúng ta thấy được là Bitcoin thì vẫn tốt Ether đó thì đã trên cái mức là 3.500 đô Nhưng mà chúng ta thấy được là toàn thị trường đó thì không phải đồng nào cũng tăng ngày hôm nay đâu Có đỏ có xanh các bạn Chúng ta sẽ nói thêm về crypto một lát nữa và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nói tới tình hình phần trăm lạm phát đi. Ngày hôm qua các bạn đã biết là tình hình như thế nào rồi. Hôm nay trước hết thủ muốn cho các bạn nhìn thấy cái biểu đồ phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ để các bạn hình dung được là tình hình lạm phát bây giờ ra sao. Tại vì chúng ta nói tới là tăng trưởng 3%, 4% nhưng mà sự thật đó nó như thế nào ở trên màn hình đó các bạn thấy được là chúng ta có hai cái đường cái đường màu xanh đậm đó và cái đường màu xanh nhạt hơn của mấy dấu chấm này cái đường màu xanh đậm nó là đại diện cho chỉ số phần trăm CPI các bạn nghĩa là chúng ta tính tổng hết và cái đường mà có những dấu chấm này bên dưới đó chính là cái core CPI các bạn phần trăm lạm phát mà không tính năng lượng và thực phẩm thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ đã đạt cái đỉnh vào tháng 6 của năm 2022 khi mà CPI lên tới 9% các bạn và nếu chúng ta tính từ cái đỉnh tới bây giờ ở đây thì cũng đã giảm khá nhiều rồi các bạn nhìn thấy được là từ lúc đó cho đến bây giờ đó chúng ta đã có cái sự suy giảm phần trăm lạm phát xuống chỉ còn có là 3.5% mà thôi. Nhưng mà cái mà khiến cho nhiều người lo lắng giống như chúng ta đã nói tới đó chính là khi các bạn nhìn thấy được là cái tốc độ tăng nó cũng rất là nhanh nhưng mà tốc độ giảm cũng không có kém cái phần nhanh đâu các bạn cũng giảm rất là lẹ từ cái mức là 9% giảm xuống còn 3% nhưng mà đó là cái thời điểm là tháng 6 của năm ngoái các bạn nên biết chúng ta đang ở thời điểm là tháng 4 của năm nay có nghĩa là chúng ta đang chứng kiến khoảng là 10 tháng qua các bạn Từ tháng 6 năm ngoái cho đến bây giờ Thì nó không có thay đổi nhiều Thậm chí còn tăng nhẹ một chút nữa Có nghĩa đi gì các bạn? Có nghĩa là những cái chiến lược để mà tăng lãi suất đẩy lùi lạm phát đó thì nó đã có hiệu quả trong một khoảng thời gian nhưng mà ngay sau đó, đó thì các bạn nhìn thấy được là khoảng chừng gần như một năm qua thì đã không có hiệu quả nữa và thậm chí làm phát còn lại tăng ngược trở lại đó chính là điều mà làm cho nhiều người lo lắng các bạn trên căn bản từ tháng 6 cho đến bây giờ phần trăm làm phát đã không tiếp tục giảm nữa mà ở lơ lửng cái mức là từ 3 cho đến uh, khoảng chừng là 3.7 phần trăm các bạn như chúng ta nhìn thấy trên màn hình và cái đường mà màu xanh thì dấu chấm này đây các bạn thấy được cũng tương tự tuy là không giống như là cái phần trăm CPI nhưng mà cái đường màu xanh nhạt hơn mà có nhiều dấu chấm đó đại diện cho core CPI có nghĩa là phần trăm lạm phát không tính năng lượng và thực phẩm thì các bạn thấy được là cũng đã có cái sự giảm xuống từ tháng 9 của năm 2022 nhưng mà rõ ràng là cái tốc độ giảm nó chậm hơn là CPI và càng ngày càng chậm hơn các bạn. Tuy chúng ta không thấy cái hiện tượng là tăng trở lên nhưng mà các bạn cũng thấy được là rất rõ ràng là cái sự suy giảm này đã cũng đã chậm lại rồi. Thì bây giờ câu hỏi đó là Fed muốn có lý do để mà giảm lãi suất vì chúng ta đã nói tới trong video ngày hôm qua liên quan đến áp lực chính trị cũng giống như là chúng ta biết là Fed cũng đang lo lắng về suy thoái tài chính nhưng mà chỉ số phần trăm lạm phát lại không có cho cái lý do đó thì bây giờ Fed phải làm sao các bạn đó chính là điều mà nhiều người nói đến ngày hôm nay thì trước hết thì chúng ta hãy nhìn vào một chỉ số lạm phát khác các bạn hôm nay chúng ta có chỉ số lạm phát PPI hiểu đơn giản đây là chỉ số lạm phát bán sĩ thì cái cách nhìn của một số người đó khi chúng ta nói tới PPI này là như thế nào nó không ảnh hưởng trực tiếp đối với lại những cái mặt hàng nhưng mà nó có sự ảnh hưởng gián tiếp tại vì nếu như mà những nơi bán sĩ đó những nơi mà họ nhập hàng về để mà sản xuất mà cái hàng họ nhập vào cái giá đã tăng tại vì có lạm phát thì khi mà họ sản xuất xong rồi thì cái mặt hàng đó cũng sẽ bán ra thị trường với cái mức giá cao hơn cho nên nó sẽ ảnh hưởng gián tiếp và nhiều người xem chỉ số PPI đó như là một cái thước đo của tương lai các bạn chúng ta đang chứng kiến một phần của tương lai thì chúng ta đã thấy được hôm nay chỉ số PPI như thế nào thì chỉ số PPI đó là 2.1 phần trăm thấp hơn ước tính là 2.2 và core PPI đó là 2.4% các bạn, cao hơn so với kỳ vọng là 2.3. Thì nói chung đó chỉ số CPI hôm nay đã không tốt và cũng không xấu, nhưng mà nhiều người nhìn vào chỉ số này nói là ok, mọi thứ trên căn bản đó chỉ là hạ nhiệt mà thôi, chúng ta không thấy phần trăm lạm phát CPI giảm nữa, nhưng mà chúng ta cũng không có khả năng thấy nó tăng mạnh đâu tại vì ít ra chỉ số PPI không cho chúng ta thấy là có một cái sự tăng trưởng trở lại đối với phần trăm lạm phát thì chúng ta có thể thấy được thị trường cũng đã có một cái sự phản ứng nó tích cực hơn và nhiều người đã nhận định và thông qua đã từng chia sẻ với các bạn là cái chỉ số phần trăm lạm phát được tính bởi chính phủ hoa kỳ đã chi tiết hơn là cái bộ thông tin lao động ở hoa kỳ thì nó có độ trì hoãn cũng khá là cao chúng ta cũng đã từng nhìn những cái chỉ số như là ở trên truflation các bạn đã lâu rồi chúng ta không có nhìn nhưng mà trong thời điểm mà chúng ta thấy lạm phát tăng cao và không biết phép tăng là suất hay không nên chúng ta nhìn vào cái xu hướng của truflation rất là nhiều và đây là cái cách tính của một công ty tư nhân mà thôi các bạn thường nhớ là họ sử dụng khoảng chừng là ba 30 dữ liệu và có một số dữ liệu là được uh, chuyển qua từ bên link các bạn thì uh, các bạn đã thấy được là cái chỉ số phần trăm lạm phát họ tính nó rất là thấp chỉ có 1.74% mà thôi nhưng mà cái chỉ số phần trăm lạm phát được chia sẻ ngày hôm qua là tới 3.5 lần thì tại sao chúng ta đã thấy được là có cái sự thay đổi lớn như vậy 1.7 lên tới 3.5 là cách nhau khoảng chừng là tới 100% các bạn 1.74 x 2 đó thì mới cỡ như là bằng cái chỉ số được thông báo bởi chính phủ Hoa Kỳ thì một trong những cái mặt hàng mà nhiều người nói đó đó chính là liên quan tới nơi ở tại vì chúng ta nói tới là đi mướn nhà nó chi phí đó là cái chi phí chiếm cái trọng lượng lớn ở trong chỉ số cpi tại vì đó là chi phí lớn của người dân hoa kỳ cho nên nó có cái trọng lượng lớn cũng hợp lý mà thôi nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là cái chi phí này nó có cái độ trì hoãn rất là cao theo cách tính của chính phủ Hoa Kỳ. Tại vì cách mà họ tính là họ chỉ tính những người mà đi mướn nhà mà thôi như đã chia sẻ với các bạn. Và mỗi một tháng họ sẽ gọi một số người rồi họ hỏi là anh mướn nhà hay là chị mướn nhà một tháng bao nhiêu. Rồi họ ghi vào cái sổ sách của họ để họ tính toán xem coi là cái chi phí mướn nhà giảm xuống hay là tăng lên. Cái vấn đề rất rõ ràng ở đây đó là người ta ký hợp đồng để mà mướn nhà có thể là cách đó đã là 12 tháng, 18 tháng rồi có nghĩa là cái mức mà được đưa ra để mà ghi vào sổ sách đó, cái mức đó là cái mức đã có trước đó khoảng chừng là một năm hay một năm rưỡi rồi chứ không phải là cái mức mướn nhà ngay bây giờ cho nên nó cần một thời gian để mà điều chỉnh các bạn và trên màn hình đó, chúng ta nhìn thấy được là cái chi phí mướn nhà ở Hoa Kỳ chúng ta vẫn đang có cái sự tăng trưởng tổng cộng là 5.68% các bạn và cái phần trăm lạm phát cho người mua nhà là 5.65% bây giờ đó thì ước tính trung bình một người chi tiêu hàng tháng để mà mướn nhà là khoảng chừng 2.000 đô và cái chi phí để mà trả tiền mua nhà đó mỗi hàng tháng đó cho ngân hàng là khoảng 3.000 đô mỗi tháng thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái biểu đồ này cũng cho chúng ta thấy là có cái sự suy giảm các bạn cái đường mà màu xanh trên màn hình đó là đại diện cho cái số lượng người mà mua nhà cái số lượng người mà mướn nhà đó đại diện bằng cái đường màu đỏ trên màn hình thì chúng ta cũng thấy được là cái xu hướng cũng là đang giảm xuống hiện bây giờ chỉ là chúng ta có sự trì hoãn mà thôi và đây cũng là điều mà chủ tịch John Powell đã từng nhắc lại nhiều lần là chúng ta đang chờ đợi cái chi phí mướn nhà nó nó phản ảnh được cái tài liệu thật thì cái phần trăm lạm phát có thể sẽ giảm xuống một cách đáng kể Tới bây giờ ra chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra Nhưng mà có một vấn đề lớn hơn các bạn Đó chính là trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy được Là có ba cái đường Đường màu xanh dương Đường màu hồng và đường màu vàng Trước hết lý do tại sao mà Thuận chia sẻ nhiều tin tức liên quan đến lạm phát với các bạn Tại vì nó ảnh hưởng đến Fed làm gì với là chính sách tiền tệ các bạn Và đó ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường tài chính nói chung tại vì thả lỏng hay siết chặt đó ảnh hưởng đến dòng tiền và chúng ta thấy được là bitcoin crypto đó đó là một phần của thị trường tài chính bây giờ cho nên nó cực kỳ quan trọng cho nên thượng muốn các bạn có một cách nhìn tổng quát hơn và đặc biệt quý đề tài này đó các bạn thấy được là có người nói này có người nói kia có người nói là đừng lo lạm phát sẽ giảm có người nói là không đâu lạm phát sẽ tăng trở lại có người nói là đừng có lo phần trăm lãi suất được giảm có người nói là không đâu phần trăm lãi suất thậm chí còn có thể tăng từ cái mức này cho nên chúng ta có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều với nhau thượng muốn chia sẻ những thông tin tổng quát nhất với các bạn để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình chúng ta bây giờ hãy trở lại với lại cái biểu đồ này đi rồi chúng ta sẽ nói tới thị trường crypto ngay sau đó các bạn có thể nhìn thấy được là trên màn hình này chúng ta có đường màu xanh dương đại diện cho những người mà lương của họ thấp, cái chính giữa này đó là màu hồng đại diện cho người mà cái lương trung bình và màu vàng đại diện cho người mà có cái lương cao các bạn. Thì một trong những điều mà các bạn thấy rất rõ ràng đó là cái tốc độ tăng lương đã giảm xuống rồi các bạn. Có một thời gian năm 2022 đó rất là lo lắng Tại vì có một cái khái niệm đó chính là wage inflation các bạn Có nghĩa là tại vì lạm phát cao cho nên những cái người mà mướn nhân viên đó họ phải trả cái lương cao hơn Chứ nếu không nhân viên không đủ sống Dẫn đến việc là họ trả lương cao hơn, nhân viên lại chi tiêu nhiều hơn Dẫn đến lạm phát lại tăng trở lại Nó khiến cho có một vòng tròn mà không thoát ra được các bạn Nó rất là xấu nhưng mà tới cuối cùng các bạn thấy là cái vấn đề lớn hơn bây giờ Là cái sự tăng trưởng của lương không những là không có cao hơn lạm phát mà còn thấp hơn nữa các bạn. Các bạn cũng vừa thấy thường chia sẻ chỉ số CPI nói chung nên là 3.5. Trong khi các bạn thấy được là lương của những người mà làm việc trung bình đó, có lương trung bình tăng chỉ có 3.4% trong vòng một năm qua mà thôi. Lương những người mà làm việc với mức lương thấp đó tăng chỉ có 3.2 và những người mà mức lương cao chỉ tăng có 2.8% mà thôi. Thì cái vấn đề lớn nhất ở đây đó thường này chia sẻ với các bạn là chúng ta thấy có một cái sự nghịch lý đang xảy ra, phần trăm lạm phát đó thì vẫn còn đang cao, phần trăm lãi suất vẫn còn đang cao, trong khi mà người dân đi làm đó thì cái sự tăng trưởng của lương không bằng thì một trong hai phải xảy ra các bạn tại vì nó không thể nào mức cơ bản như vậy hoài được tại vì hai cái này nó không thể xảy ra song song với nhau. Làm sao mà chúng ta có lạm phát cao trong khi mà cái lương của nhân viên nó không tăng bao nhiêu. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin Đã bật trong video ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn giao dịch CoinX và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Các bạn đã biết là Bitcoin hai mình sắp diễn ra rồi và CoinEx Việt Nam tặng gói quà lớn và hấp dẫn cho các bạn Việt Nam. Đặc biệt ưu đãi lớn cho cả người dùng cũ cũng như là người dùng mới. Các bạn có thể tìm hiểu và tham gia xem giải thưởng sẽ bao gồm những gì. Có hai chương trình các bạn. Chương trình thứ nhất đó là CoinEx tặng bạn gói ưu đại trị giá 100 USD miễn phí. Đặc biệt là bạn còn có phần thưởng hấp dẫn BTC và iPhone 15 đang chờ bạn. Thì quy tắc đó, thời gian chương trình là từ ngày 2 tháng 4 tới ngày 20 tháng 4. Ưu đại thứ nhất là trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn đăng ký tài khoản CoinX dùng link bên dưới video phần mô tả của video này để nhận ưu đại 100 USDT, tận hưởng các giao dịch mà không mất phí, vé hoàn tiền phí giao dịch. Ưu đãi thứ hai đó là trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng hoàn thành nạp tiền và giao dịch tối thiểu 300 đô có thể điền đơn form đăng ký, tham gia rút thăm may mắn để nhận được thêm phần thưởng lớn. Phần thưởng đó thì các bạn thấy là có giải đặc biệt là iPhone 15 phiên bản 256G, 10 giải nhất quỹ hỗ trợ Futures 50 đô la khi giao dịch Futures, 20 giải nhì là gói quà thương hiệu phiên bản giới hạn của CoinEx như là áo, phong, mũ vân vân và 50 giải 3 ngẫu nhiên là 5 cho đến 20 đô la tiền mặt được trả bằng USDT, đồng CIT hay là BTC và chương trình thứ hai đó là chương trình refer hoa hồng lên tới 55%, tổng giải thưởng là 10.000 USDT đang chờ bạn. Các bạn có thể mời bạn bè đi nhận 55% hoa hồng và nhận thêm tiền mặt là 20 USDT mỗi người. Thời gian chương trình là ngày 2 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Nhưng mà nào có thú muốn hiểu thêm thì những chi tiết nằm ở dưới video này các bạn bấm vào cái link ở phần mô tả để mà tìm hiểu thêm. Và đây là cái thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với lại những sự kiện lớn trong video này. Thì giải pháp đầu tiên là Fed phải làm sao cho phần trăm lạm phát giảm xuống thì làm sao có thể đẩy lùi lạm phát các bạn thì một là tiếp tục giữ lãi suất cao một thời gian dài hai là tăng lãi suất còn giải pháp thứ nhì đó là làm sao để mà tăng cái lương nhân viên lên thì đó là giảm lãi suất các bạn và cả hai đó đều có rủi ro hết cho nên chúng ta mới thấy đây là một bài toán đau đầu khi mà chúng ta nói tới việc là làm sao để tiếp tục đẩy lạm phát một cách mạnh mẽ hơn đó thì Fed chỉ có cách là giữ lãi suất lâu hơn hay là tăng lãi suất mà thôi và đó cũng là điều mà nhiều người hôm nay đã nói đến các bạn và thường cảm thấy được là họ cũng nhưng cơ hội này để khiến cho nhiều lo lắng, chúng ta cũng đã nhớ là Jimmy Diamond, CEO của JP Morgan nói là ngân hàng JP Morgan sẽ có những cái giải pháp để mà đối đầu với bất cứ tình hình nào xảy ra, cho dù là Fed muốn giảm lãi suất về 2%, thậm chí là tăng lên tới 8% hay là hơn con số đó thì uh, Jimmy Diamond nói là ngân hàng của ông cũng sẽ có cách để mà đối phó, nhưng mà ông không biết là Fed sẽ đi về hướng nào. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là ông nghĩ là khả năng tăng thì vẫn còn chứ không phải là không còn đâu. Kế đó chúng ta có nhận định đến từ Larry Summers các bạn. Larry Summers là cựu bộ trưởng tài chính trước đây. Thì Larry Summers nói đó là mọi người cần phải có một cái suy nghĩ thận trọng hơn là hoàn toàn có khả năng, hoàn toàn có khả năng là Fed có thể tăng lãi suất chứ không phải là hạ lãi suất vì lạm phát vẫn còn cao không tiếp tục giảm nữa cho nên cần phải có biện pháp mạnh hơn và chúng ta cũng biết là gần đây đó Michelle Bowman bà chính là thống đốc của Fed các bạn và bà nói là cái rủi ro lạm phát tiếp tục cao đó vẫn là một rủi ro và có thể dẫn đến là fed có thể tăng lãi suất trong những cái đợt hợp kế tiếp và các bạn thấy được cả ba người này đã khiến cái thị trường khá là lo lắng nhưng mà đó là một cách nhìn mà thôi các bạn khi mà giữ nguyên lãi suất hay là tăng lãi suất thêm đó, thì cái rủi ro mà Fed phải chấp nhận đó chính là suy thoái tài chính. Tại vì như thằng chia sẻ hàng ngày hôm qua đó, Fed giống như là bịt mắt mà cứ đi tiếp tục bước tới một cái vực thẳm các bạn và cái mà Fed muốn làm là trước khi mà rơi xuống vực thẳm thì có thể quay đầu kịp thời trong khi mà mắt của mình đã bị bịt kín rồi. Thì mỗi một bước đi, mỗi một bước tiến tới đó là rủi ro nó tăng lên rất là nhiều. Đó là cái mà Fed đang làm hiện tại. Nhưng mà ngược lại đó thì làm sao để có thể đẩy lương nhân viên lên các bạn? Thì chỉ có cách là giảm giảm lãi suất mà thôi giảm lãi suất sẽ khiến cho là cái thị trường có thêm nguồn tiền khiến cho nền kinh tế nó phát triển trở lại các bạn và khiến cho là những công ty họ có thể là kiếm thêm tiền mướn thêm nhân viên tăng lương nhân viên cũ khiến cho kinh tế nó được nâng lên thì như vậy sẽ khiến cho là người dân sẽ có thêm tiền để mà đối đầu với là lạm phát ở mức giá cao nhưng mà ngược lại đó thì khi mà lãi suất tăng có nguy cơ dẫn đến làm phát lại tiếp tục tăng các bạn tại vì người ta kiếm thêm tiền người ta thấy tiếp tục chi tiêu dẫn đến làm phát lại tăng trở lên cho nên cái nào nó cũng có rủi ro hết các bạn à, các bạn nghĩ là Fed sẽ làm gì đó chính là câu hỏi nghìn tỷ đô hiện bây giờ các bạn nói chung đó là không ai biết hết nhưng mà chúng ta biết thị trường đang nghĩ gì bây giờ thì các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đây là cái cách mà chúng ta có thể thấy được là tình hình chung của thị trường ra sao khi mà nói đến giảm lãi suất thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái cột mà cuối năm nay ra ngày 18 tháng 12 đó là cuộc họp cuối cùng của Fed thì chúng ta hãy nhìn vào cột này đi thì cái tộc cũng rất đơn giản các bạn hiện bây giờ đó chúng ta đang ở cái phần trăm lãi suất của Fed là 5.25 tới 5.5 cái cột cuối cùng này và chúng ta dò xuống bên dưới đó tới cái ngày cuối cùng của năm nay cuộc họp ngày 18 tháng 12 năm 2024 các bạn nhìn thấy được là con số là 13% có nghĩa là có 13% khả năng là Fed từ đến cuối năm không giảm lãi suất. Kế đó đó chúng ta đi qua bên trái các bạn cái cột là 5.0 tới 5.25 có nghĩa là Fed giảm lãi suất lần đầu tiên là 0.25 thì các bạn nhìn thấy được là cái khả năng từ đến cuối năm đó Fed giảm ít nhất là một lần là 34.2% chúng ta qua cái cột kế tiếp là 4.75 tới 5.0 đó thì 33.7% là Fed sẽ giảm lãi suất hai lần từ đây đến cuối năm và chúng ta qua đến cái cột kế tiếp là 15.5% này và bên trên này là 4.5 tới 4.75% lãi suất có nghĩa là chúng ta có khả năng hiện bây giờ thì trường nghĩ là 15.5% sẽ có 3 đợt giảm lãi suất từ đây cho đến cuối năm thì cái các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình là cái phần trăm khả năng giảm lãi suất 3 lần là 15.5%, cái phần trăm khả năng mà không có giảm lãi suất nào hết là 13%, nó không phải là cái phần trăm lớn các bạn. Phần trăm lớn đó là chúng ta sẽ có từ 1 cho đến 2 đợt giảm lãi suất trong năm nay, đó vẫn là cái phần trăm lớn hiện bây giờ thì sự thật nó sẽ nằm đâu đó chính giữa chúng ta vẫn đang nhìn thấy thị trường nghĩ là vẫn sẽ có khả năng Fed sẽ giảm lãi suất năm nay cho dù là phần trăm lạm phát không như mong muốn nhưng mà họ có lý do khác để mà giảm lãi suất và nếu các bạn hỏi thuận đó, thì thuận vẫn lạc quan nghĩa là chúng ta vẫn còn khả năng thấy được Fed giảm lãi suất trong năm nay các bạn à, và vì nhiều lý do thường đã chia sẻ trước đây rồi nhưng mà có một vài điều ta thường đã suy nghĩ gần đây các bạn có thể nhớ là thường chia sẻ ra cách đây không có lâu đó chính là vào ngày 24 tháng 3 đó thì uh, tổng thống Joe Biden cũng vừa ký có chi tiêu là 1,2 nghìn tỷ đô la cho ngân sách chính phủ các bạn. Cái số tiền này đã chỉ đủ để chi tiêu đến tháng 10 mà thôi. Và các bạn cũng đã biết là gần đây thường chia sẻ về cái thông tin là là có khả năng trước khi mà bầu cử tổng thống đó thì uh, tổng thống Joe Biden sẽ xóa nợ cho khoảng chừng là 40 triệu học sinh các bạn cái nợ đi học đó và có thể lên tới cái mức là 400 tới 500 tỷ đô la. Thì cái mà thường nghĩ bây giờ đó là chính phủ của tổng thống Joe Biden có làm như vậy, nếu như mà họ nghĩ là sẽ không có giảm lãi suất hay là không tại vì các bạn nên nhớ là không có tiền sẵn đâu các bạn tiền nên không có dư chứ nếu như không thì cũng đâu có thăm một ngân sách đâu tại vì cái tiền mà thu được từ thuế đó không có đủ để mà chi trả cho nên chúng ta mới có thăm một ngân sách mới có nợ của chính phủ hoa kỳ đã ngày lại càng tăng lên nhưng mà những cái nợ mà được bán bây giờ đó ở mức lãi suất cao tại vì lãi suất của fed tăng cao dẫn đến là chính phủ Hoa Kỳ phải chi trả cái phần trăm lãi suất cao các bạn. Cho nên một trong những điều mình thường nghĩ đến là nếu như mà chính phủ của tổng thống Joe Biden chi tiêu nhiều như vậy thì cái khả năng là Fed sẽ giảm lãi suất là bao nhiêu? Thường nghĩ là ít như gì đó ông cũng đã có được một cái sự gọi là an tâm đến từ chủ tịch John Powell là sẽ có giảm lãi suất trong năm nay các bạn. Nhưng mà nói thật đó, chúng ta đang nói về thị trường crypto thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin vẫn rất là tốt và trong vòng bao nhiêu năm qua đó chúng ta thấy được là những cái tài liệu những cái dữ liệu, những cái tin tức như là liên quan tới lạm phát, liên quan đến khi nào phép giảm lãi suất thì nó cũng chỉ có những cái sự ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi các bạn. Còn về dài hạn đó chúng ta chỉ có hai cái yếu tố duy nhất mà thôi ảnh hưởng đến giá đó chính là cung và cầu các bạn cũng giống như là bao nhiêu năm qua chúng ta không có Bitcoin Spot ETF thì giá vẫn tăng vẫn những cái chu kỳ và chúng ta bây giờ có Bitcoin Spot ETF đó, thì cái dòng tiền nó được phóng đại nhiều hơn các bạn thì cũng tương tự chúng ta thấy được là cho dù là không có giảm lãi suất nó thường vẫn tin chúng ta vẫn có thể tiếp tục tiến tới giống như là bao nhiêu năm qua thôi các bạn chỉ là nếu như mà có giảm lãi suất nhất là không có suy thoái chính đó, giống như là chúng ta thấy được là sẽ đổ thêm dầu vào lửa thì cái sự tăng trưởng nó sẽ bùng nổ hơn rất là nhiều và đó vẫn là kỳ vọng của thông hiện bây giờ các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới. Chúng ta có thể nhìn thấy được là giá của BTC hôm nay cũng vẫn rất là tốt. Chúng ta vẫn đang ở cái mức là gần như 71.000 đô các bạn. Bây giờ là 70.900 là 4 đô ở thời điểm hiện tại. Và các bạn nhìn thấy được là tổng số vốn hóa trên thị trường đó, thì ngày hôm nay không thay đổi so với ngày hôm qua là 2,76 nghìn tỷ hiện bây giờ. Và hôm nay đó giá Bitcoin tuy là vẫn còn tốt nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là phần lớn thị trường đó thì có xanh có đỏ khoảng chừng 50 50 các bạn, không phải đồng nào cũng tăng. Nhưng mà ngược lại đó chúng ta lại có rất nhiều những tin tức bullish ngày hôm nay các bạn và nhất là cho các bạn nhìn thấy được cái sự quan tâm về thị trường này đó ngày càng lớn mạnh như thế nào các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình ngày hôm nay TD Bank các bạn TD Bank là một trong những ngân hàng đầu tư rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ nhưng mà nào Hoa Kỳ thì ít như gì cũng sẽ sử dụng TD Bank ít nhất là một lần để mà giao dịch các bạn thì TD Bank họ đã có một cái quảng cáo dài khoảng chừng là một phút 40 giây các bạn một phút 40 giây này và họ đã nói về Bitcoin và Bitcoin Haven các bạn và điều thú vị đó họ nói về Bitcoin Haven và họ nói là lịch sử cho thấy là giá Bitcoin tăng sau khi Haven đơn giản thôi tại vì sau khi Haven rồi đó thì cái số lượng Bitcoin được tạo ra mỗi một lóc bị giảm đi phân nửa và nếu như mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy được cái nguồn cầu như vậy sẽ dẫn đến là giá cả tăng trưởng đó là điều mà họ nói tới trong video ngày hôm nay thì thật sự mà nói đó Thùng vẫn chưa có làm quen hoàn toàn khi chúng ta thấy những cái nghị sĩ Hoa Kỳ chúng ta có những ngân hàng lớn như là TD Bank nói về Bitcoin haven các bạn, chúng ta luôn nghĩ Bitcoin đó khi thùng mới tham gia đó lúc đó nó giống như là một cái cộng đồng nho nhỏ các bạn giữa thùng và các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu cùng nhau phát triển cùng nhau bảo vệ lẫn nhau và chúng ta giống như là không có tiếp nối nhiều với lại cái thị trường bên ngoài hay người bên ngoài chúng ta giống như là một bộ lạc riêng ở một khu vực nào đó các bạn và chúng ta có ngôn ngữ riêng của bộ lạc đó giống như chúng ta nói hay những từ như là đồ, back holder chúng ta có ha vân vân nhưng mà bây giờ đó đã, đã không giống như xưa nữa rồi bây giờ đó càng ngày chúng ta lại càng là một phần của một thị trường cực kỳ lớn hơn các bạn không thể nào mà chối cãi được khi chúng ta thấy TD Bank các bạn TD Bank làm video chia sẻ về Bitcoin Haven <laughs> chúng ta cũng có thượng nghị sĩ Cynthia các bạn đây cũng là một trong những thượng nghị sĩ cực kỳ ủng hộ crypto và không phải chỉ riêng bà đâu rất nhiều người tại sao đó thì đã chia sẻ nhiều lần rồi nhưng mà hôm nay có một tin tức thuận cũng sẽ nhân cơ hội đó để mà chia sẻ lại Tại sao chúng ta lại nhìn thấy được là nhiều nghị sĩ, nhiều ngân hàng lớn ủng hộ crypto hiện bây giờ? Thì các bạn thấy được là Thượng nghị sĩ Cynthia Lomas đã nói là cái việc phê duyệt Bitcoin Spot ETF và cái sự kiện Bitcoin Haven sắp tới đó, thì năm 2024 đã chứng tỏ là một năm lớn đối với tài sản crypto. Thì chúng ta cũng đã nói tới năm ngoái rồi, năm nay là một năm mà thôi các bạn cực kỳ hào hứng các bạn tại vì năm nay đó là chúng ta có Bitcoin Spot ETF, chúng ta có Bitcoin Haven, chúng ta có nhiều những sự kiện lớn và hy vọng tới bây giờ đó, chúng ta đã bước vào tháng tư rồi không làm cho các bạn thất vọng năm nay thật sự cực kỳ sôi động và bà nói là bà sẽ tham gia vào hội nghị blockchain DC vào ngày 15 tháng 5 để mà thảo luận về những gì cần làm để đảm bảo là nước Hoa Kỳ sẽ không tụt hậu các bạn cần phải mở cửa để mà chào đón crypto và tại sao chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa tại vì uh, các bạn thấy được là hiện bây giờ ra những ngân hàng họ ngày lại càng uh, đến dần thị trường này hơn và chúng ta nhìn thấy được là ngay cả BlackRock đó thì họ cũng đã mua quảng cáo trên trang Bloomberg các bạn trên màn hình các bạn thấy được đây là cây quảng cáo của BlackRock Ibit có nghĩa là BlackRock Bitcoin Trust. họ quảng cáo ngay trên trang chính của Bloomberg luôn và chúng ta cũng uh, thấy được là hôm qua nó có một cái tin tức xấu đó chính là liên quan tới sec đã kiện uniswap thì chúng ta hãy nói thêm về sự kiện này đi tại vì chúng ta sẽ có hàng loạt những tin tức khác cho các bạn thấy được thị trường này ngày càng vững chắc ra sao như là cái thông tin thường vừa chia sẻ với các bạn liên quan đến TD Bank liên quan đến thường nghị sĩ Lumus liên quan từ quảng cáo đến từ BlackRock thì hôm qua đó chúng ta đã biết là SEC đã gửi cái Wells Notice đến cho Uniswap thì Wells Notice đó các bạn đã biết đó chính là một cái lá thư lá thư này đã nói rõ là SEC sẽ chuẩn bị khởi kiện tại vì họ cáo buộc Uniswap là một cái sàn giao dịch mà chưa đăng ký và vi phạm luật chứng khoán ở Hoa Kỳ thì cái quan nông đó, đó thì uniswap họ cần phải trả lời và đưa ra lý do tại sao mà sec không nên khởi kiện nhưng mà khả năng cao là SEC sẽ khởi kiện các bạn Và nhất là cái vụ này rất là lớn Tại vì như thường chia sẻ Đầu video đó SEC không phải Là tấn công Một cái DeFi nhỏ Thậm chí SEC Cũng không phải là tấn công PancakeSwap hay gì hết các bạn Họ tấn công trực tiếp Vào Uniswap Đây là cái giao thức DeFi Nói chung là Một cái sàn đắt đầu tiên Mà có người sử dụng các bạn Trước khi mà có Uniswap đó không biết các bạn nhớ không, thời giống như năm 2016 17 đó chúng ta có những cái sàn Dex giống như là Ether Delta đó thì cực kỳ khó sử dụng các bạn và nó không có như là Uniswap, UniSwap đó đã thử nghiệm một cái gọi là những cái pool các bạn, các bạn có thể gửi đồng stablecoin và các bạn có thể gửi những đồng khác vào đó rồi sau đó các bạn mua bán đó thì nó sẽ trừ và cộng vào những cái pool khác nhau, liquidity pool các bạn, những cái pool thanh khoản thì đó là một cái suy nghĩ đó cực kỳ táo bạo lúc đó, nhưng mà Uniswap đó đã mở đường cho hệ thống DeFi và Dex mà chúng ta biết ngày hôm nay cho nên Uniswap là một cái gì đó nó rất là quan trọng các bạn, và ngày hôm qua chúng ta cũng đã nghe những cái sự chia sẻ đến từ founder của Uniswap tại sao mà ông quyết định là ở Hoa Kỳ và tạo ra Uniswap tại vì ông tin tưởng đó là cái văn hóa của Hoa Kỳ là một văn hóa mà sẽ ủng hộ sự đổi mới và không cần phải xin phép bất cứ ai các bạn có nghĩ đi nếu như mà ai đó như là Tesla đi Elon Musk phải đi xin phép một ai đó để có thể là làm xe điện hay là các bạn thấy được là Mark Zuckerberg phải xin phép một ai đó để mà mở MySpace thì nó sẽ không được như ngày hôm nay các bạn tất cả những gì mà chúng ta có ngày hôm nay đó là tại vì một ai đó đã dám làm tại vì họ tin tưởng là những cái sáng chế của họ sẽ được bảo vệ bởi cái nền văn hóa ở Hoa Kỳ và cái sự văn minh về việc là bảo vệ những sự đổi mới các bạn và chúng ta cũng thấy là chúng ta có ngay cả Uber ngay cả Airbnb đó thì tất cả đều bắt đầu là khởi hành rồi sau đó chúng ta mới tính tới chuyện pháp lý và crypto cũng sẽ như vậy nó không có gì khác so với lại những cái sáng chế trước đây cho nên uh, founder của Uniswap tôi quyết định là ở Hoa Kỳ mà không trốn chạy đâu hết và biết là một ngày nào đó SEC sẽ đến gõ cửa nhưng mà ông cũng không lo lắng chỉ là ông cảm thấy thất vọng mà thôi thì họ sẽ chiến đấu các bạn nhưng mà chiến đấu đến đâu và tốn bao nhiêu năm nên chúng ta chưa có rõ hiện tại tại vì SEC vẫn chưa có chính thức kiện nhưng mà chúng ta thấy được là đáng tiếc token này thì vẫn giảm các bạn và hiện bây giờ nó giảm 5% ở mức là 9 đô la và chúng ta nhìn lại một tuần qua đó thì ngày 8 tháng 4 các bạn cách đây chỉ 3 ngày thì token này mức là 11.7 bây giờ chúng ta mức là 9 đô la thì cũng không phải là xuống nhiều lắm các bạn nhưng mà ít ra cũng là xuống trong khi mà thị trường mấy ngày hôm nay đó thì cũng đã đỡ hơn rồi thì cũng đáng tiếc nhưng mà ngược lại đó đây cũng không phải là chuyện hoàn toàn xấu đâu các bạn, tùy thì các bạn nhìn vào góc cạnh nào, cho nên cái góc cạnh nó rất là quan trọng. Tại vì các bạn cứ nghĩ đi, sec đó đã không tấn công những cái dự án nhỏ mà họ đi thẳng tới uniswap và họ thừa biết là uniswap có khả năng để mà chống trả. Tại vì sao các bạn? Tại vì họ muốn là thành công, đánh bại uniswap thì tất cả những cái dự án còn lại đều sẽ bị thua cuộc. À, nhưng mà ngược lại, nếu như mà uniswap thắng kiện thì sao các bạn? thì đây coi như đã là một cái luật lệ đó các bạn một cái quy định rồi cũng giống như là scc tấn công à, những cái dự án giống như chúng ta đã nói tới là ripple xrp giống như là scc đụng độ Với để rayscale các bạn và sau khi mà scc thua cuộc đó thì rayscale đã thành công để mà tiến tới cùng với những công ty còn lại để có quỹ spot ETF ngày hôm nay thì bây giờ cũng tốt thôi họ đã tiến tới để mà tấn công Uniswap thì chỉ cần Uniswap thắng và đó sẽ là một tiền lợi các bạn và sau đó DeFi sẽ có một sự phát triển lâu dài và thịnh dưỡng đó là lòng tin của Thuần và chúng ta thấy được là Jack đã cũng đã nhận, chia sẻ cái nhận định ngày hôm nay là cũng không cần phải là quá lo lắng đâu đúng là SEC tấn công Uniswap thì những cái holder không được vui nhưng mà trên căn bản chúng ta hãy zoom ra đi thì có 5 điều ông chia sẻ tại sao mà ông không quan tâm đến SEC chuyện Uniswap. Thứ nhất là ông nói là SEC chỉ là một cái đơn vị thực thi pháp lý mà thôi. Họ không phải là đơn vị có thể tạo ra luật. Luật chỉ được tạo ra bởi Quốc hội Hoa Kỳ mà thôi. SEC chỉ có thể áp dụng cái luật đó theo sự hiểu biết của họ và sự hiểu biết của họ sẽ bị thách thức khi mà ra tòa tại vì tới cuối cùng luật đó mang ý nghĩa gì áp dụng ra sao đó thì là quyết định của tòa án các bạn cho nên ba cái đó là ba cái khác nhau cho nên sec không phải là đơn vị tạo ra luật những gì mà sec cáo buộc đó thì đó gọi là cáo buộc thôi các bạn dựa theo cái lòng tin của họ là ai đó đang vi phạm luật chứ còn có vi phạm luật hay là không ra tòa mới biết điều thứ nhì là các bạn đã nhìn thấy được là không những là một lần mà nhiều lần chúng ta nhìn thấy được là nhiều tòa án khác nhau chứ không phải là một tòa án đã không chấp nhận cái lối suy nghĩ của SEC chúng ta cũng đã nói tới trong cái sự kiện của Rayscale và SEC chúng ta cũng nói tới cái dự kiện của Ripple và SEC và gần đây nữa đó chúng ta cũng đã có cái dự kiện của Deadbox và SEC các bạn tới cuối cùng đó thì chúng ta đã biết là tòa án cũng khá là phẫn nộ nó là SEC đã cố tình lừa dối tòa án và đưa ra những cái thông tin sai lệch thì chúng ta thấy được là tòa án cũng không phải lúc nào cũng nghiêng về SEC đâu nhất là trong thị trường crypto này Điều thứ ba được chia sẻ tại sao mà không cần phải quá lo lắng đó là các bạn thấy được là thị trường bây giờ đã không như xưa nữa. Hồi xưa đó chúng ta thì thị trường không có rõ là khi mà SEC tấn công nó sẽ ra sao và mới đầu đó SEC tấn công những dự án nhỏ hơn và bây giờ các bạn thấy được là họ đã tấn công những dự án lớn hơn rồi và những dự án bây giờ đó những công ty thì họ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc mà họ muốn ra tòa tới cùng các bạn. Có nghĩa là mọi người bây giờ đã đứng dậy để mà đấu tranh cho cái quyền có thể có được cái dịch vụ hay là giao thức của mình hoạt động một cách hợp pháp ở Hoa Kỳ. Cái đó nữa chúng ta có thể nhìn thấy được là điều thứ tư Tất cả gì chúng ta nói tới việc SEC đó chỉ đúng trong thời điểm bây giờ mà thôi. Trong tương lai đó khi mà chúng ta có một tổng thống từ một đảng mới thì chúng ta sẽ đương nhiên có một chủ tịch mới. Và các bạn có nghĩ đi không phải là chủ tịch Gary Gensler mà chính là chủ tịch Hester Pierce, một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto thì sẽ ra sao các bạn? Mọi thứ sẽ thay đổi 180 độ, chứ không phải lúc nào SEC cũng xấu đâu. À, và ngược lại, cho dù là Tổng thống Joe Biden thành công giữ chiếc ghế trong cái đợt uh, tái ứng cử này, thì cũng không có nghĩa là ông sẽ giữ Gary Chancellor đâu. Ông có thể hoàn toàn thay đổi tại vì Gary Chancellor đó cũng đã làm hư khá là nhiều chuyện các bạn. Và cũng có nhiều người đối đầu không phải là chỉ riêng trong thiền crypto đâu các bạn gale chancellor cũng đã bị hạch hỏi rất là nhiều về những cái quyết định những cái quy định nhất là liên quan đến kế toán mà giống như là qua mặt quốc hội các bạn nghĩa là những cái đó đáng lý đâu là quốc hội phải ra luật nhưng mà gale chancellor đã đưa ra những cái quy định để mà lách cái vấn đề là cần phải qua quốc hội đó là điều thứ tư được nói đến chỉ cần là có sự thay đổi ở trong SEC đó thì mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn và điều thứ năm đó là các bạn thấy là thị trường sẽ không ngừng thay đổi các bạn từ năm 2016 đến bây giờ thì nó chứng kiến biết bao nhiêu là thay đổi rồi có cái xấu có cái tốt và cũng giống như tất cả thị trường lúc mà hình thành các bạn chúng ta sẽ có những cái công ty đó không xứng đáng ở lại cũng giống như là thường đã từng chứng kiến nhiều công ty từ năm 95 trở lên các bạn à, trong thị trường com đó bao nhiêu công ty họ đã phá sản hay là những công ty lừa đảo tại vì họ không xứng đáng ở lại thị trường này đã bị thanh lọc và mỗi lần thanh lọc như vậy đó thì đương nhiên dẫn đến là thị trường trao đảo nhưng mà sau đó chúng ta lại gây dựng một thị trường mới với những công ty xứng đáng hơn và mạnh mẽ hơn các bạn và chúng ta tiếp tục tiến tới và crypto cũng sẽ là như vậy và chúng ta thấy được là thị trường bây giờ đó là một thị trường rất là lớn nhiều công ty có rất nhiều tiền và họ có thể mướn những luật sư tốt hơn để mà bảo vệ cho mình đó là những gì mà được nhận định bởi luật sư Jack Tavinsky và thông cũng đồng ý với những nhận định này các bạn nói chung đó là những gì chúng ta nhìn thấy được cũng không hẳn là xấu đâu các bạn bây giờ muốn kiện thì có kiện đi để chúng ta biết được là DeFi là gì ở Hoa Kỳ chứ nếu không đâu quốc hội cứ trần trừ ra luật hay là không ra luật chúng ta cũng nói tới nhiều năm rồi bây giờ quốc hội không làm được thì để tòa án làm các bạn và chúng ta cũng có những thông tin khác nữa cho các bạn thấy sự thật là như thế nào. Chúng ta cũng có cái thông tin ngày hôm nay được chia sẻ bởi Circle các bạn. Thì Circle là công ty đứng sau lưng của đồng ổn định USDC và họ đã công bố cái chức năng hợp đồng thông minh mới cho phép những chủ sở hữu cái quỹ Buildo các bạn. Buildo là cái quỹ kinh hóa trái phiếu của BlackRock. Hiểu đơn giản hơn đây là một cái quỹ Money Market. Thường cũng thường hay chia sẻ với các bạn là người ta đầu tư vào công trái phiếu nhưng mà trên căn bản nó rất ít người họ tự đầu tư vào công trái phiếu tại vì nó cũng khá là phiền phức các bạn khi mà các bạn trade bond trực tiếp và thị trường đó nó cũng lớn nhưng mà nó không có đơn giản như các bạn trade stock đâu cho nên không phải là người bình thường nào cũng sử dụng cái hệ thống đó để mà trade những cái công trái phiếu những cái quốc gia những tổ chức thì họ có các bạn nhưng mà người bình thường đó thì họ trên chân bạn không mua những cái quỹ money market những cái quỹ đó là những quỹ mà một cổ phần là một đô la rồi có tiền đó dùng để mà mua công trái phiếu đó là cái hoạt động của những cái quỹ này và có một quỹ như vậy nhưng mà BlackRock đã token hóa trên mạng lưới của Ethereum có nghĩa là thay vì các bạn mua cổ phần thì các bạn mua những cái token được tạo ra bởi cái quỹ này và đứng sau lưng token đó chính là những cái công trái phiếu các bạn đó là cái hoạt động của quỹ BlackRock và các bạn nhớ thường chia sẻ nên họ có khoảng chừng là hai trăm mấy tới ba trăm triệu đô la quỹ ngày càng lớn lên và đương nhiên khi mà họ phát hành token thay vì chứng khoán đó thì nó sẽ có nhiều lợi ích lắm các bạn giống như là các bạn là một người mà không ở Hoa Kỳ thì làm sao các bạn mua được những cái money market này thì bình thường rất khó nhưng mà khi mà các bạn mua một cái token thì nó dễ hơn rất là nhiều cho nên uh, token có thể tiếp cận được với nhiều người hơn trên khắp thế giới và tiếp cận nguồn vốn lớn hơn và đó là lý do tại sao mà những quỹ đầu tư họ cực kỳ quan tâm đến token hóa tài sản tại vì họ muốn không phải là chỉ thu nguồn tiền ở trong Hoa Kỳ mà muốn thu nguồn tiền đến từ nhiều quốc gia các bạn từ những người bình thường cũng có thể đầu tư trực tiếp thông qua những cái token này nhưng mà những gì đang xảy ra đó ngày hôm nay đó chính là cái quỹ đồ này đó thay vì trước đây khi một người nào đó họ nói là tôi không muốn đầu tư nữa tôi muốn lấy tiền của mình trở về thì họ sẽ trả token đó và BlackRock sẽ trả tiền cho họ vào ngân hàng bây giờ đó thì họ có thể không cần phải thông qua BlackRock mà họ có thể sử dụng một cái hợp đồng thông minh cho phép họ chuyển đổi cái token của họ cái phần đó trở thành đồng stablecoin USDC các bạn và có thể chuyển đổi hầu như là 24 trên 7 lúc nào cũng được hết các bạn cho những ngân hàng đóng cửa cũng được luôn điều này rất là quan trọng điều này có nghĩa là BlackRock đang xây dựng một hội sinh thái và họ muốn đưa tiền từ các quỹ từ những đầu tư lớn vào những cái quỹ thu kinh hóa này rồi giữ số tiền đó đó tại vì khi mà người ta rút tiền thì có thể người ta rút ra thành USDC ra tiện lợi hơn không cần phải thông qua Blackrock nhưng mà người ta có thể sử dụng USDC đó để mà đầu tư vào những quỹ khác mà họ sẽ gây dựng sau này Nghĩa là họ muốn tạo dựng một cái hệ sinh thái lớn thu kinh hóa tài sản các bạn và mạng lưới họ lựa chọn bây giờ chính là Ethereum và cái đồng mà họ lựa chọn đó chính là USDC là đồng ổn định mà họ muốn. Các bạn nên biết là Blackrock sẽ không làm vậy nếu như họ nghĩ là stablecoin sẽ bị cấm ở Hoa Kỳ. Trên căn bản chúng ta đã biết là có rất nhiều những cái dự luật liên quan đến stablecoin đã được nói đến tại quốc hội ở Hoa Kỳ nhưng mà đơn giản là các bạn nhìn thấy những công ty lớn như BlackRock họ đã lựa chọn stablecoin, thì nghĩa là stablecoin sẽ không bị cấm đâu các bạn, đương nhiên sẽ có luật nhưng mà BlackRock ít nhất tin là Hoa Kỳ sẽ chấp nhận stablecoin và không có lý do gì mà Hoa Kỳ không chấp nhận stablecoin hết, các bạn đã thấy được là chính phủ Hoa Kỳ chưa làm gì hết họ chưa có luật rõ ràng liên quan đến crypto mà các bạn thấy được đồng đô la đã là một phần lớn của crypto rồi, các bạn có nhìn tất cả những đồng ổn định đi USDT thì USDC chúng ta thấy được là những đồng đó đều là những đồng mà đại diện cho đồng đô la ở trong thị crypto nói tóm lại đó thì crypto đã là một thị trường đô la hóa rồi các bạn và chưa gì hết đó, đồng đô la đã là một cái phần cực kỳ lớn trong cái hệ sinh thái này rồi thì các bạn nghĩ sao mà họ sẽ cấm stablecoin các bạn và cũng không có lý do lớn để họ có thể tạo ra một cái CBDC trong khi mà USD đã là cái đồng mà được sử dụng rộng rãi ở trong thị trường này rồi và các bạn cũng có thể thấy được là những cái đồng này đó đồng Tether hay là đồng Circle USDC thì họ lấy tiền khách hàng họ in đồng đó ra rồi cái tiền đó họ dùng làm gì các bạn đương nhiên họ không phải là khóa trong các sắt rồi tiền đó họ dùng để mà mua công trái phiếu Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là những cái đồng stablecoin đó những công ty đó lại càng ngày càng trở thành một phần quan trọng để mà thu mua công trái phiếu Hoa Kỳ thường xuyên thì nó rất là có lợi cho bộ tài chính ở hoa kỳ và các bạn đã biết là blackrock là cổ đông của công ty circle và khả năng là công ty circle sẽ phát hành cổ phiếu nghĩa là bán chứng khoán lần đầu tiên IPO trên sàn Và tại sao những công ty này đó lại xoay qua để mà ủng hộ crypto các bạn Tại sao những nghị sĩ lại xoay qua crypto Thì đơn giản thôi tại vì chúng ta đã thấy được là cái lớp trẻ đó rất là quan tâm đến crypto Và lớp trẻ chính là tương lai các bạn Tại vì thuần mà các bạn một ngày nào đó cũng sẽ già đi rồi chúng ta cũng sẽ ra đi mà thôi Quan trọng là lớp trẻ bây giờ họ thích cái gì Và đó là những khách hàng tương lai đó là những người mà bỏ phiếu cho những cái nghị sĩ sau này Và các bạn có biết là dựa theo Một nghiên cứu đến từ Policy Genius ấy, Thì họ cho thấy được là Một trong năm người trẻ ở Hoa Kỳ Đã đang đầu tư vào crypto Và các bạn thấy được là với tỷ lệ đầu tư Vào crypto của thế hệ trẻ cao gấp 4 lần So với thế hệ đấng hơn đặc biệt đó là chúng ta nói tới thế hệ Gen Z, Gen Z là những bạn mà từ 18 tới 26 tuổi các bạn, thì những bạn đó là ưu tiên đầu tư vào crypto là khoảng 20%, cái này là cao hơn các kênh truyền thống như là cổ phiếu chỉ 18%, và bất động sản chỉ có 13%, và trái phiếu là 11%. Trong khi đó, đó cái thế hệ của thuận là millennials là những bạn mà từ 27 tới 42 tuổi thì cũng đầu tư vào crypto nhưng mà với tỷ lệ là 22% nhiều hơn Gen Z một chút nhưng mà vẫn không vượt qua tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu là là 27%, bất động sản là 24% và trái phiếu là 16%. Các bạn thấy được là NFT cũng nhận được sự quan tâm nhất định từ cả hai thế hệ này từ 18 tới 42 tuổi đó, đầu tư vào crypto không một ít đâu các bạn. Và sự chênh lệch giữa các thế hệ càng rõ khi mà chúng ta so sánh với lại thế hệ Gen X và Boomer các bạn. Thì Boomer đó là những bạn mà lớn tuổi hơn. Boomer là những bạn mà sinh năm 1946 tới năm 1964 các bạn. Như là hiện bây giờ các bạn khoảng chừng 57 tới 75 tuổi thì gọi là baby Boomer. Tại vì sao? Tại vì đó chính là cái thời điểm mà ngay sau đế chiến thứ hai các bạn chúng ta đã chứng kiến một cái thời điểm an bình và thịnh vượng ở Hoa Kỳ dẫn đến là người ta đi làm có tiền, người ta rảnh ở nhà không đi lính nữa thì người ta tạo baby các bạn <laughs> và trở thành một cái hiện tượng là có rất nhiều những cái baby đã được sinh ra trong thời điểm đó ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm 1945 các bạn thì dẫn đến có rất nhiều baby đã được sinh ra ngay sau đó cho nên gọi là baby boomer và họ là cái số lượng người mà lưu trữ phần lớn tài sản hiện bây giờ tại vì họ được sinh ra trong một cái hoàn cảnh rất tốt của Hoa Kỳ và có nhiều cơ hội các bạn và bây giờ họ đã ở cái tuổi là về hưu và họ sở hữu rất nhiều những tài sản nhưng mà những tài sản đó đến cuối cùng cũng sẽ được đưa lại cho những cái thế hệ trẻ hơn và quan trọng là thế hệ trẻ hơn họ thích gì các bạn nhưng mà Gen X và Boomer đó những thế hệ lớn tuổi hơn thì họ vẫn sở hữu crypto và NFT nhưng mà cái phần trăm thấp hơn nhiều điều này đó đương nhiên phản ảnh cái sự thay đổi trong quan điểm điểm đầu tư giữa các thế hệ cũng như là sự khó khăn trong việc đầu tư vào bất động sản do cái giá quá cao và thiếu hụt nhà ở khiến cho crypto đã trở thành một cái sự lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn đối với giới trẻ. Nói tóm lại, giới trẻ quan tâm đến crypto những công ty ở phố Wall cũng như là những người làm chính trị họ cũng quan tâm đến crypto vì những người trẻ là những người mà sẽ bỏ phiếu cho họ là cái thằng tương lai của họ hiểu đơn giản là như vậy và các bạn thấy được là Bitcoin đó, gần đây cũng đã được sự quan tâm đến từ VC các bạn và có một cái báo cáo của Tramil Venture Partners thì cho thấy được là giao dịch khởi nghiệp Bitcoin trong giai đoạn pre-seed đã tăng 360% vào năm 2023 năm ngoái đó các bạn so với năm trước đó là năm 2022. Những cái thương vụ khởi nghiệp Bitcoin cũng tăng là 69.2%. Tổng số các startup Bitcoin được tài trợ đã tăng vọt lên tới mức là 56.9%. Và những cái thông tin này là không tính những công ty đạo Bitcoin các bạn Chúng ta chỉ tính những công ty khởi nghiệp mà thôi Thì điều này đó có nghĩa là Bitcoin bất ngờ nhận được cái sự quan tâm đến từ những công ty đầu tư mạo hiểm Những cái VC Tại vì sự phát triển của giải pháp tầng 2 nè Chúng ta có hợp đồng thông minh Giống như chúng ta nói tới những cái dự án như là Stacks Hay là chúng ta có Oinos các bạn Điều này đem đến những cái ứng dụng vi tập trung Những cái mà hợp đồng thông minh NFT cho BTC Những thứ mà trước đây đó được cho là không thể bây giờ đã có thể rồi các bạn đương nhiên chúng ta chỉ mới ở cái thời kỳ sơ khai mà thôi và đây chính là cái sự đổi mới chúng ta trở về vài năm trước đó thì các bạn không thể nghĩ bitcoin như vậy được nhưng mà các bạn thấy được bitcoin nó không phải là một thứ gì đó đứng yên một chỗ mà nó cũng sẽ luôn thay đổi theo thời gian và đã thay đổi bao nhiêu năm qua rồi các bạn Bitcoin là gì đó thì các bạn trả cho về cách đây 60 năm thì người ta có quan điểm khác về Bitcoin bây giờ Bitcoin là gì đó thì tùy theo các bạn hỏi ai cho nên Bitcoin vẫn luôn thay đổi các bạn và đó là cái sự đổi mới đương nhiên không phải cũng thích rất nhiều người đang nghĩ là những cái như là Oino, NFT là những cái rác trên mạng lưới BTC Bản thân của Thuận đó thì không nghĩ như vậy các bạn. Cái video này đã khá dài rồi để Thuận tranh thủ chia sẻ hai thông tin còn lại với các bạn. Thứ nhất, đó chính là thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF thì hôm nay cũng rất là tốt các bạn. Tới cuối cùng, chúng ta đã có dòng tiền dương là 91.3%. Cuối cùng BlackRock đã lấy lại phong độ rồi các bạn. Hôm nay BlackRock đã có 192 triệu thu vào. Trong khi mà Fidel thì chỉ có là 4.6 mà thôi. Và kế đó các bạn thấy được đây chính là cái quỹ của Bitwise là 11.1 triệu. Và chúng ta thấy được là cái dòng tiền rời khỏi đến từ scale là 100 24.9 triệu thì chúng ta thấy được là cái số tiền rời khỏi nó cũng trên lệch khá là nhiều ngày này qua ngày nọ nhưng mà chúng ta cũng đã thấy những cái thông tin như là chúng ta nói tới từ Arkham Intel hay là chúng ta nói tới thông tin được chia sẻ bởi CEO của Rayscale là những cái chuỗi ngày mà bán nhiều liên tục đó đã là cái quá khứ rồi Tương lai đó thì vẫn sẽ bán nhưng mà nó sẽ không có phải là liên tục có một chuỗi dài bán nhiều như vậy nữa Tùy theo là cái số lượng bán bởi những khách hàng Cái đó không mà quản lý được các bạn nhưng mà ít ra Bây giờ chúng ta cũng thấy được là không còn những cái chuỗi ngày mà bán nhiều liên tục nữa. Và cái phần trăm có lợi hiện tại đó, hôm nay chúng ta đã trở về cái mức là gần 71.000 đô. Nhưng mà ở thời điểm mà ghi lại trên Classno đó là khoảng 70.900 đô la. Thì chúng ta vẫn đang nằm trong nhiều màu đỏ các bạn. Dựa theo Classno đó thì phần trăm có lợi hiện tại là 95.7%. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, okx, XM, Binance, alix và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch, thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn